Vì độ ẩm trong không khí cao trong những ngày qua nên sáng nay ngày 14 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh chìm trong sương mù dày đặc. Đến 11 giờ trưa lớp sương mù vẫn chưa tan. Không khí tại thành phố hiện tại khá mát mẻ, dễ chịu sau những ngày trước nắng nóng. Nhiều tòa nhà cao tầng của thành phố hôm nay gần như chìm hẳn vào lớp sương mù dày đặc này. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay có một rãnh áp thấp trục ngang qua khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ vừa được hình thành. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình yếu đang hoạt động trên khu vực Nam Bộ, khiến cho các tỉnh Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa trên diện rộng, trời nhiều mây, ít nắng làm sương mù chậm tan.